Hội đồng giám khảo Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hỏi Thiên Ân về Thủy Tiên. Tại vòng phỏng vấn kín với Ban giám khảo Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Đoàn Thiên Ân cho biết cô áp lực trước thành công của người tiền nhiệm Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Ngày 17 tháng 10, Đoàn Thiên Ân cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2022 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có buổi phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng giám khảo gồm Chủ tịch Nawaz, Phó Chủ tịch Teresa cùng Miss Grand International 2014 và Miss Grand International 2016. Đại diện Việt Nam mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu chào bằng tiếng Thái và sau đó trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Dù vốn tiếng Anh chưa thực sự tốt, điều Thiên Ân thể hiện được là sự bình tĩnh và thoải mái khi giao tiếp. Ở phần giới thiệu bản thân, cô cho biết, tôi là người mẫu và người dẫn chương trình tự do, đồng thời đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản trị khách sạn. Tôi thích đọc sách và ca hát. Khi được yêu cầu hát, Thiên Ân đã thể hiện một phần ca khúc CZ và sao của Taylor Swift và Nếu Em Được Chọn Lựa của Lệ Quyên. Trước câu hỏi có áp lực khi Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã chiến thắng cuộc thi này, Thiên Ân trả lời, với tôi, chị Tiên là người truyền cảm hứng. Có một chút áp lực nhưng ngày hôm nay, tôi đứng đây và không quá lo lắng bởi tôi không chỉ nỗ lực vì bản thân mà còn vì 94 triệu người dân Việt Nam ủng hộ mình. Cũng trong buổi phỏng vấn, hai giám khảo tỏ ra bất ngờ với thời gian chuẩn bị gấp rút cho Miss Grand International của Thiên Ân khi chỉ có 3 ngày. Thiên Ân chia sẻ bản thân may mắn vì có một đội ngũ tốt giúp sắp xếp mọi thứ như trang phục, phụ kiện, giày dép. Bên cạnh đó, cô cũng có kinh nghiệm catwalk từ quá trình làm người mẫu và sẵn sàng chinh chiến. Khi được hỏi về việc chưa được ủng hộ hoàn toàn tại thời điểm đăng quang ở Việt Nam, Thiên Ân bày tỏ, họ không ủng hộ có thể vì tôi không có thể hình đẹp. Nhưng họ không biết rằng tôi đã nỗ lực giảm được 15kg trong vòng một tháng. Nhận được câu hỏi ai xứng đáng là Miss Grand International 2022, Thiên Ân tự tin nói, tôi nghĩ tôi muốn mang chiếc vương miện thứ hai về nước. Tuy nhiên, khi được nhắc chọn một người khác ngoài bản thân, đại diện Việt Nam dành sự ủng hộ cho đại diện Indonesia. Khép lại buổi phỏng vấn, ông Nawaz nhắc Thiên Ân đừng quá lo lắng hay gây áp lực cho bản thân. Theo ông, dù dừng lại ở thứ hạng nào, điều quan trọng nhất là thể hiện niềm tự hào Việt Nam. Thiên Ân cho biết điều lớn nhất mà cô học được ở cuộc thi này chính là kinh nghiệm. Miss Grand International 2022 đã đi được 2 trên 3 chặng đường. Các thí sinh còn 2 hoạt động quan trọng, đêm thi trang phục dân tộc và bán kết. Chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 tại Indonesia.